Ok, xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về một cái sàn winfinex.net. Winfinex.net là gì? Winfinex.net là một cái sàn, là một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trong hệ sinh thái kinh doanh đỉnh cao của sàn Winbank nha tất cả các bạn. Winfinex cũng gọi là sàn Winbo, là một sàn bo thôi. Lợi nhuận đến 95% trên mỗi phiên giao dịch thành công các bạn tại Winfinex. Lợi nhuận cao trong các mô hình nhị phân hiện nay là người còn mới băn khoăn tự do, họ còn phép tạo tài khoản demo chơi thử, được cung cấp chơi thử nha các bạn. Được, sau khi các bạn đăng ký các bạn được 1.000 tài khoản demo nè. Đây mình nói à, đây thì có 30 giây chạy cho các bạn lựa chọn tỷ giá đánh giá mở và giá đóng nha các bạn. Đây mình hướng dẫn các bạn chơi, ví dụ như các bạn có 100 đô các bạn nhấp vào chỗ trừ nha các bạn. Các bạn nhấp vô đây nè, các bạn chọn 1% nè. Đây thì có một tăng và giảm, các bạn chơi demo. Rồi cái này phiên này đã kết thúc rồi các bạn ơi. Các bạn nào mà muốn chơi và đăng ký đường link mình thì kết bạn với mình Zalo, mình sẽ ép vào cho tất cả các bạn vào một nhóm group để nghe chuyên gia độc định để tăng lợi nhuận là một ngày từ 2-5% mỗi ngày nha tất cả các bạn. Đánh theo chuyên gia. Đây thì Winfinex này nó cho thanh toán qua các cổng nha các bạn. Nó có chạy qua một cặp tiền là BTC và USDT. Nó cho thanh toán qua các cổng là như là các bạn nhận ví nè. Đây thì khi nạp tiền thì các bạn nạp vào đồ BTC, BTC, ETH và USDT nha các bạn. Và đồng Win luôn. Khi rút tiền thì nó có rút tiền thì nó cho này chuyển nội bộ. Phan. Khi rút tiền thì các bạn bấm vào một rút tiền, đổi tiền cho các bạn đổi qua BTC, ETH và USD và USDT nha các bạn. Đây là một cái yếu điểm của sàn là khi có chơi một cặp tiền. Sàn Winfinex này thì các bạn nên suy nghĩ kỹ và lựa chọn nha các bạn. Đây là một sàn giao dịch uy tín trong tất cả mọi sàn giao dịch, nên việc nạp rút tiền nhanh nhất nha các bạn. Cứ mọi sàn giao dịch tại Việt Nam đang phát triển và sẽ không có lý do gì lừa đảo khách hàng hết trơn. Nhưng mà mình cũng không có khuyến khích các bạn, mình không khuyến khích các bạn tham gia nha bạn. Tham gia thị trường này nếu bạn không có kiến thức thì sẽ rủi ro, các bạn tự chơi thì cơ hội thắng là rất là thấp, khoảng 30% mà. Còn các bạn theo chuyên gia thì là tỷ lệ thắng cho nhà đầu tư thì rất là cao, từ 2-5% mỗi ngày. Mỗi một ngày chơi khung giờ có thể là từ 5-6 phiên giao dịch nha các bạn. Đây thì thị trường thì có tăng và giảm nè. Này như mục này là tăng nè các bạn. Con coi nè. Giá thị trường đang xuống nè. Cây đỏ này gì là tăng nè. Các bạn bấm tăng nè. Đây mình cho demo các bạn lệnh nha các bạn. Rồi hết thời gian nè. Mình chờ phiên giao dịch khác nhau các bạn. Video sau mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn nạp tiền và rút tiền nha các bạn. Vậy video này mình review, mình nói sơ qua việc một cái sàn Winfinex.net này cho tất cả các bạn hiểu thôi. Nói là mình tóm lược là một sàn Winfinex.net này là một cái sàn bo, là thuộc về hệ sinh thái của Winbank, mà sàn Winbank là một cái sàn uy tín nhất Việt Nam các bạn. Ê, uy tín nhất các bạn. Để video kết thúc, ngồi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới, mình trả lời cho các bạn. Vì video mình kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Hôm nay cũng giảm. Đây mình coi cái lệnh này các bạn. Các bạn khi tham gia, các bạn được chuyên gia đào tạo để thành một trader nha các bạn. Bạn nào không có vốn thì đăng ký mà chơi thử nha các bạn. Không có mắc mát gì hết. Đây thì min rút và min nạp tối thiểu là 10 đô nha các bạn.
nó quên nó sao các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn.